Thưa quý vị, theo thống kê năm học 2021-2022, Long An sẽ ra 28 vụ bạo lực học đường. Riêng học kỳ 1 năm học 2022-2023 xảy ra 3 vụ. Long An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng này. Thời gian qua, tỉnh Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, các biện pháp hỗ trợ can thiệp kịp thời tại các cơ sở trường học. Qua chương trình này thì em cũng hiểu hơn về những quy định của pháp luật về xâm hại trẻ em và bạo lực học đường. Quan trọng nhất là khi trong thực tế diễn ra những tình huống này thì em sẽ biết cách để xử lý. Trong năm qua thì so với tình hình ở nước thì mỗi một ngày có khoảng là 8 vụ xảy ra, 8 vụ bạo lực học đường trên phạm vi cả nước. Riêng của tỉnh Long An mình thì con số thống kê trong năm qua thì xảy ra cũng rất là nhiều ví dụ bạo lực học đường. Trong đó có tính chất, quy mô cũng như cái ảnh hưởng tác hại nó thì nó ngày càng nó nghiêm trọng hơn so với những năm trước đây. Mục tiêu cái muốn truyền đạt đến các em là cái cách nhận diện về thế nào là cái tình trạng bạo lực học đường, hành vi bạo lực học đường và cái hướng dẫn với em cách như là phòng tránh. Để công tác giám sát bảo vệ trẻ em nói chung và phòng chống xâm hại bạo lực học đường nói riêng được sâu sát kịp thời, Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông. Trong năm qua, các cơ sở đoàn đã phối hợp đơn vị cơ sở giáo dục tổ chức hơn 230 lớp, có gần 20.000 lượt thiếu nhi trong tỉnh tham gia. Ngoài cái hoạt động công tác tuyên truyền như ngày hôm nay, thì ở góc độ công an tỉnh thì cũng có tổ chức ra nhiều cái phong trào, trong đó là tuyên truyền giáo dục các em bằng có nhiều hình thức khác nhau, cũng như về tuyên truyền trên báo giấy, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là qua các loa đài, phóng thanh, phát thanh, truyền hình, đó là tổ chức có nhiều các hoạt động như là hái hoa dân chủ trong cái buổi sinh hoạt đoàn của trường, cũng như là cái buổi sinh hoạt ở nơi cộng đồng. Với tính chất các vụ bạo lực xâm hại trẻ em đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, trẻ em bị bạo lực xâm hại với nhiều độ tuổi, thực trạng này rất cần sự phối hợp, chung tay góp sức của toàn xã hội.